Bắt đầu chưa ta? Bắt đầu rồi mà, cứ gắn thẻ vào này. Hello, xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người vào chơi mini game và chốt đồng hồ cho em nha. Hello tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào các chị em xinh đẹp ạ. Mọi người ơi, mọi người ai xem thì chia sẻ like cho em nhá. Này đi này. Ai xem em xin một dấu chấm nhá. Máy để gắn thẻ đi. Gắn rồi thầy. Đâu thế đâu? Viết để tao ấy cơ mà, để tao ghim mà. Viết ra nhỉ? Thật mì lúc nào ngu si đần độ. Sửa đi. Sửa đâu? Mà chia sẻ chưa? Đang ngay để chị cứ nói đi, chuyện mọi người đi. Ai đang xem like cho em xin một dấu chấm vậy à? Em xin một dấu chấm nha. Mọi người ơi, chia sẻ mạnh vào cho em nhá mọi người, để em bắt đầu like nhá. Mọi người có muốn nó tặng son không ạ? Không cần thả tim đâu ạ. Không cần thả tim đâu mọi người ơi. Em bắt đầu chơi mini game nhá. Mọi người chia sẻ cho em đi nào. Em bắt đầu chơi mini game nào. Ít người xem quá mọi người ạ. Chơi đi cho mọi người đoán. Comment cho em hai số bất kỳ nhá. À, comment cho em hai số bất kỳ ạ. Trùng với cái số mà ở trong tờ giấy của em ấy nhá, thì em sẽ tặng mọi người một cây son nhá. Mọi người bắt đầu comment đi ạ. Son đâu? Mọi người comment cho em hai số bất kỳ nhá. Đây ạ, hai số bất kỳ em đã ghi vào trong tờ giấy này nhá. Mọi người comment đi ạ. Comment đúng thì sẽ được tặng một cây son nhá. Son của Hàn Quốc nha mọi người nhá. Son này của Hàn Quốc mọi người nhá. Hàng chính hãng ạ, mọi người check thoải mái nhá. Màu cam đất. Màu cam đất nhá. Comment cho em hai số bất kỳ ạ. Mỗi người chỉ được comment một lần thôi nhá. Hai số bất kỳ nhá. Xuân Biên ơi, em comment nhiều quá. Mỗi người chỉ được comment một lần thôi ạ. Comment nhiều quá láng à. Mọi người ơi, comment đi ạ. Hai số bất kỳ nhá, được tặng một cây son nhá. Son này là son của Hàn Quốc màu cam đất nhá. Mỗi người comment một lần ạ. Đúng thì em sẽ dừng lại nhá. Hai số ạ. Và nhớ chia sẻ cho em nhá. Ui, comment được mấy lần? Một lần thôi. Mọi người chia sẻ like cho em với nha. Comment đi ạ. Em gợi ý nhá.
đầu đừng nói đâu, đừng nói đâu. Chỉ nói là từ từ 1 đến đến 3. À, từ dãy số 1 à, nó kiểu gì nhỉ? Số 1 đến số 3. Kiểu gì? Không biết nói kiểu gì. Mà chia sẻ đi mày. Mà chia sẻ chưa? Thôi mọi người cứ không, mọi người hỏi thôi, bán đồng hồ đi tìm cái trực tiếp. Em bán đồng hồ nhá. Đâu cái ấy đâu. Cái đây, đây là. Ừ đúng rồi đấy. Ít người chơi quá. Không hợp ý rồi. Không hợp ý rồi. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ lại cho em đi nào. Cái này. Em bắt đầu bán đồng hồ nhé mọi người ơi. Một chiếc dây da này rất xinh ạ. Mọi người có nhìn rõ không ạ? Chiếc dây da này rất xinh nhé mọi người nhá. Cái này là đồng hồ của Japan nhá. Của Nhật. Của Nhật nhá mọi người nhá. Đồng hồ của Nhật nhá. Có nhìn thấy rõ không ạ? Dây da nhá. Dây da nhá. Đồng hồ là của Nhật nhá mọi người. 200 chia sẻ có 180 đồng hồ này nhé mọi người nhé. 200 chia sẻ có 180 ạ. Mã số máy đi 02 nhá mọi người, comment 02 cả số điện thoại nếu chốt đồng hồ này nhá. Có nhìn rõ không mọi người ơi? Ui loa quá. Mã 02 nhá. À chốt thì comment 02 kèm số điện thoại cho em nhá. Ừ Quỳnh ơi đợi xíu nhá, rất nhiều dây nhỏ, đợi xíu nhá. 120 ạ. Đồng hồ của Nhật Bản nhá. Mọi người làm đúng cú pháp cho em 02 kèm số điện thoại nhá. Không hai của Huyền Trang này. Chốt 02 cho Huyền Trang nhá. Dây nhỏ này. Dây nhỏ này. Có đỏ nhá Quỳnh ơi. Có lóa không? Mình ta cứ thích lóa. Lóa thôi. Tắt cái đèn nó đi rồi sao? Mày tỉnh tắt đèn nè. Mày tắt đèn nè. Tắt đèn, để chị tắt đi. Ê, tối quá. Không, vậy nó hợp lý ấy. À, cái này là đồng hồ cũng dây da nha mọi người. Cái này cũng của Nhật Bản nhá. Mọi người vừa chia sẻ cho em nha. Cái này cũng của Nhật Bản nhá. Cái này cũng 190 chia sẻ có 170 nhá. 190 chia sẻ có 170 ạ. Mã đi. Mã 03 nhá. Ai chốt thì comment 03 cho em ạ. 03 kèm số điện thoại nhá. 03 kèm số điện thoại cho em nhá. Mày có nhìn rõ không? Nhìn rõ cái mồ nào. Cứ lá lá của gì? Bảo ngoài kia không nghe. Cần ngoài kia gì? 03 kèm số điện thoại ạ. 190 chia sẻ có 170 nhá. Mọi người chốt comment, à, comment đủ cú pháp cho em ạ. 03 kèm số điện thoại ạ. À chốt 03 để em qua mẫu nào. Mẫu này rất xinh nhá. 190 ạ, chia sẻ có 170 ạ. Phong Linh là Phong Linh ai? Phong Linh. Phong Linh chốt cái gì đấy? Mà có mẫu số điện thoại đấy kìa. Phong Linh cho mình mã số luôn. Không, cái này là Phong Linh cho mình mã số nha, kèm số điện thoại.
03 kèm số điện thoại. Lắc này mọi người ơi. Lắc nhá. Cái này 190 chia sẻ có 170 nhá. Lắc tay mọi người ơi. 190 chia sẻ có 170. Mã 04 ạ. Tay em nhỏ em đeo nó bị hơi bị lỏng ấy. 190 chia sẻ có 170 nhá. Mã 04 ạ. Comment 04 kèm số điện thoại nếu chốt mã 04 cho em nhá. Rất nặng luôn, rất đẹp luôn nhá. Lặng lắm ấy. Này xinh cực luôn này. Mọi người chia sẻ like cho em đi nào. 04 kèm số điện thoại nhá. Thằng Việt đi rồi. Chiếc đồng hồ này Lam đeo ok nha mọi người. Đồng hồ này mẫu này của Lam nhá. Đồng hồ Nam nhá. Cái này là của gì cơ? Em không rõ của cái gì nữa. 240 chia sẻ còn 220 nhá. Đồng hồ này là đồng hồ hiệu nhá. 240 chia sẻ còn 220 ạ. À. Đồng hồ này em nghĩ là của Nam ạ, à. Chẳng biết nữ có đeo đâu. Mã 05 nhá. Ai chốt comment 05 kèm số điện thoại cho em ạ. À. Ok, 04 của chị Bình nhá. 05 kèm số điện thoại cho em ạ. À. 240 chia sẻ còn 220 nhá. Mẫu này của Lam nhá. Cái nào xong rồi. Để tôi để đây. Tưởng dễ à. Mình chia sẻ cho mọi mày. Rồi. Cái này cũng của Nam nhá. 240 chia sẻ còn 220 ạ, à, mã 05 ạ. À. Ai chốt comment 05 kèm số điện thoại cho em ạ. 240 chia sẻ còn 220 nha. Mã 05 nha. Đồng này rất xinh luôn nhá. Của Nam mọi người nhá. Mày đưa vào. Người chia sẻ like cho em với à. Mẫu này xinh này. Quay sắt đi chị. Ok, quay sắt em ơi. Đúng rồi nha, mẫu nào của Lam thì sẽ bán là của Lam nha em ơi. 180 chia sẻ còn 160 ạ. Mẫu này rất đẹp luôn nhá. Đây. Mã này mã 05 nha. 180 chia sẻ còn 160. Đây. Lắc này rất xinh nha mọi người. Rất xinh này. Hình chích nơ nhá. 180 chia sẻ còn 160 ạ. Mã 05 nha. Đây em ơi, qua sát đây mà. Đây cũng qua sát đây. Mã 05 ai chốt comment 05 cặp số điện thoại nha. 180 chứ cả 160 nha. Cái này xinh chưa này? 180 chứ cả 160 nhá. Cái này xinh dã man này. Mã 06 này. Mã 06 mọi người nhá. 180 chia sẻ còn 160 nha. Ai chốt thì comment 06 kèm số điện thoại cho em ạ. Yêu cực kỳ yêu nhá.
100 tùy từng mẫu em ơi. Mẫu này 108 chia sẻ còn 106 nha. 108 chia sẻ còn 106 mẫu này ạ. Mã này là mã 06 nhá. Ai chốt thì comment 06 kèm số điện thoại nha. 06 kèm số điện thoại ạ. 108 chia sẻ còn 106 nha. Phải không? Chó gì vậy? Tao nhìn chẳng rõ gì đâu. Em mình đi ra ngoài kia mình nói đi. Màu xấu lại mà ngoài kia không nghe. Nó đem vào lại.